Barcelona muốn nổ bom tấn, Ronaldo lên tiếng về 1.000 bàn thắng, Ten Hag sắp tái xuất. Một ngày nhiều cập nhật vậy bắt đầu bản tin ngay bây giờ. 1.000 bàn hay dưới 1.000 bàn đều ok, CR7 tuyên bố về cột mốc vĩ đại. Sức hút quá lớn, Ten Hag được Roma quan tâm. Chẳng phải bàn thắng hay là kiến tạo, Rory tiết lộ bí quyết giành quả bóng vàng. Salah, Leao, Nico Williams, Barcelona nhắm toàn hàng khủng cho hè 2025. Ronaldo đã ghi 908 bàn trong sự nghiệp lẫy lừng, thêm 92 lần phá lưới đối phương. CR7 sẽ chạm tới cột mốc 1.000 pha lập công. Tuổi tác là trở ngại, nhưng tiền đạo kỳ cựu cho thấy góc nhìn riêng qua tuyên bố. Nếu bàn thắng thứ 1.000 đến thì tuyệt vời, nhưng nếu nó không đến, tôi vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá. Ten Hag đang nhận sự quan tâm từ AS Roma sau khi sa thải Ivan Juric. Câu lạc bộ nước Ý muốn tìm một huấn luyện viên chất lượng để thay thế. Tuy nhiên, chưa chắc Ten Hag đã hứng thú với chuyện dẫn dắt tập thể Á bã trầu. Theo báo chí, Roberto Mancini cũng đang được Roma khoanh vùng. Không sở hữu những thống kê khủng về bàn thắng hay kiến tạo, nhưng Rory vẫn xuất sắc giành danh hiệu quả bóng vàng 2024. Bản thân ngôi sao người Tây Ban Nha tiết lộ bí quyết thành công qua tuyên bố: "Tôi giành được quả bóng vàng vì sự ổn định. Đó là điều khó nhất trong bóng đá. Tôi là cầu thủ ổn định nhất trong mùa giải." Tờ Mundo Deportivo vừa tiết lộ những mục tiêu được Barcelona nhắm đến cho hè 2025. Cụ thể, Mohamed Salah, Nico Williams, Rafael Leao và Kvaratskhelia cùng Leroy Sané là 5 cái tên được ông lớn xứ đó bỏ khoanh vùng. Tất nhiên, mọi ngôi sao vừa nêu đều rất khó theo đuổi, nên thử thách đang đặt lên vai bộ phận chuyển nhượng của sân Camp Nou. Cú hat-trick vào lưới Dortmund là một dấu ấn lớn mà Vinicius tạo ra cách đây vài tuần. Bên cạnh đó, nhiều màn trình diễn nổi bật khác giúp ngôi sao Nam Mỹ thắng giải cầu thủ hay nhất tháng 10 của Real Madrid. Được biết, những đồng đội bị chân sút xứ Samba vượt qua để nhận vinh danh gồm Rudiger, Van Verde, Modric, Camavinga. Rõ ràng, Vinicius đang đóng một vai trò rất quan trọng trong lối chơi cũng như phòng thay đồ tại kèn trắng. Cơn bão chấn thương có thể khiến Real Madrid xuống tiền trong phiên chợ đông để bổ sung lực lượng. Theo Relevo, kèn trắng đang dành sự quan tâm đến bộ đôi Pedro Pozo và Emerick Laporte. Với trường hợp của Laporte, kèn trắng coi ngôi sao người Tây Ban Nha là mục tiêu phù hợp nhất ở vị trí trung vệ. Bên cạnh đó, Castello, Luqueba cùng Jonathan Tah là hai ngôi sao khác nhận đồn đoán với kèn trắng. Chỉ 24 tiếng sau khi bay đến Anh thì Ruben Amorim đã tiến hành gặp gỡ cầu thủ Man United. Rất nhiều nụ cười và những chiếc ôm xuất hiện tại đại bản doanh Quỷ Đỏ. Rõ ràng dàn sao tại sân Old Trafford đặt kỳ vọng rất lớn vào ông thầy mới. Thậm chí Casemiro còn công khai khen ngợi chiến lược gia người bồ bằng tuyên bố: "Ruben Amorim là một huấn luyện viên chiến thắng. Mọi người đều nói tốt về ông ấy. Chúng tôi đang chờ đợi huấn luyện viên mới với niềm vui và hạnh phúc lớn lao." Sau 18 tháng rời xa sân cỏ, Tara Malaysia vừa trở lại thi đấu vào đêm qua. Tất nhiên, đây không phải là trận cầu của đội 1, mà là màn chạm trán của U21 Manchester United và Huddersfield Town. Dẫu vậy, màn tái xuất sau thời gian dài dưỡng thương vẫn là tín hiệu đầy tích cực với Tara Malaysia. Nếu thể hiện tốt, ngôi sao người Hà Lan hoàn toàn có thể đóng vai trò quan trọng tại Quỷ Đỏ dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim. Được triệu tập lên tuyển Na Uy nhưng Martin Odegaard không chơi cho tập thể quê hương vào tháng 11. Nguyên nhân xuất phát từ vấn đề thể trạng, một ngôi sao Bắc Âu sẽ quay lại tập luyện ở đại bản doanh Arsenal. Bản thân đội trưởng pháo thủ cũng phát ra thông điệp với nội dung: "Tôi cần lắng nghe cơ thể mình. Tôi cần hoàn thành quá trình phục hồi chức năng và đưa đôi chân trở lại trạng thái tốt." Khác với thời gian trước thì Opta không còn coi Manchester City là ứng viên vô địch hàng đầu tại Premier League. Thay vào đó, Liverpool là tập thể dẫn đầu các thống kê với xác suất lên ngôi là 60,3%. Đứng thứ hai trong tính toán của Opta là đương kim vô địch Manchester City với 34,3% khả năng bảo vệ thành công ngôi vương. Trong khi đó, Arsenal có 5% cơ hội giải cơn khát danh hiệu EPL đã kéo dài rất lâu. Khác với Opta thì Sergio Aguero vẫn tỏ ra tin tưởng vào đội bóng cũ Manchester City. Theo cựu tiền đạo Nam Mỹ, huấn luyện viên Pep Guardiola biết rất rõ cách duy trì tinh thần chiến thắng trong câu lạc bộ. Do vậy, Sergio Aguero cho rằng Man City vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch các giải đấu mà họ tham gia.
Trong nhiều mùa giải liên tiếp thì Bayern Munich luôn nằm trong số các thủ môn đáng xem nhất tại Serie A. Chuyện này thu hút sự chú ý từ Man City. Theo Fichaje, đội chủ sân Etihad đang cân nhắc việc theo đuổi ngôi sao người Pháp. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để đánh giá tính khả thi của thương vụ trên. Lý do thể trạng ngăn Lisandro Martinez góp mặt ở đợt tập trung lần này của đội tuyển Argentina. Hiện tại vấn đề mà ngôi sao Nam Mỹ gặp phải vẫn chưa quá rõ ràng. Vì thế bộ phận y tế Manchester United sẽ tiến hành đánh giá Lisandro Martinez ngay trong những ngày tới. Việc xúc phạm Liverpool và Jurgen Klopp khiến trọng tài David Coty nhận cơn mưa chỉ trích. Thậm chí sự nghiệp của ông vua áo đen, xứ sương mù cũng có thể chấm dứt ngay lập tức. Được biết sau FA thì đến lượt UEFA cũng đình chỉ việc cầm còi của vị trọng tài 42 tuổi. Do vậy David Coty sẽ không tham gia các trận đấu ở Nations League sắp tới. Ngoài ra các hoạt động điều tra xung quanh đoạn clip vừa bị phát tán cũng được triển khai. Wataru Endo gặp khó trong việc tìm kiếm suất đá chính tại Liverpool. Tuy nhiên ngôi sao người Nhật Bản vẫn là cái tên rất hot trên thị trường chuyển nhượng. Hiện tại AC Milan, Fulham, Wolves và Ipswich Town đều quan tâm đến việc ký hợp đồng với cầu thủ xứ phù tàng. Tùy thuộc vào sự nhiệt tình của những đội bóng trên, một thương vụ có thể xuất hiện ngay trong tháng riêng. Tạm gác lại những vấn đề ngoài chuyên môn, thì tiền vệ Enzo Fernandez vừa đăng ảnh chụp cùng hai thiên thần nhỏ. Dù không còn đồng hành cùng Valentina Cervantes, ngôi sao Nam Mỹ vẫn dành rất nhiều sự yêu thương cho những người con chung của cặp đôi. Còn về phía Valentina Cervantes, cô nàng mong những ồn ào gần đây không bị đẩy đi quá xa. Wesley Fofana là cái tên mới nhất của Chelsea rời khỏi đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia. Nguyên nhân là bởi cầu thủ 23 tuổi cảm thấy đau ở đầu gối trái sau trận hòa với Arsenal cuối tuần trước. Vì thế, ngôi sao The Blue sẽ không chơi cho tuyển Pháp ở đợt tập trung lần này. Việc không vô địch MLS chẳng khiến đánh giá của Liên đoàn bóng đá thế giới về tập thể Nam Mỹ thay đổi. Thậm chí cơ quan quyền lực còn muốn xếp câu lạc bộ của chủ tịch David Beckham vào nhóm hạt giống tại FIFA Club World Cup 2025. Cũng phải nhắc lại rằng sân chơi vừa nêu sẽ diễn ra tại Mỹ theo format mới với 32 đội bóng. Vì vậy Lionel Messi cùng các đồng đội tại Inter Miami sẽ có ít nhiều lợi thế ở giải đấu diễn ra vào hè năm sau. Hợp đồng giữa Eric Dier và Bayern Munich sẽ hết hạn vào cuối mùa này. Do hai bên hiện bế tắc trong việc gia hạn, nên ngôi sao người Anh khả năng cao rời hùm xám xứ Bavaria vào hè 2025. Ở chiều ngược lại, việc Dier ra đi có thể thúc đẩy đội chủ sân Allianz Arena mua thêm trung vệ. Hiện tại, Jonathan Tah vẫn là mục tiêu hàng đầu của Bayern Munich. Tuy nhiên thời gian còn đủ để hùm xám xứ Bavaria tăm thia thêm các ngôi sao khác. Cập bến Galatasaray theo dạng cho mượn và Victor Osimhen lập tức tạo ấn tượng với hiệu suất làm bàn rất tốt. Việc này khiến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc chuyện mua đứt chân sút sinh năm 98. Tuy nhiên không bao giờ là chuyện dễ dàng khi đàm phán chuyển nhượng với Napoli. Vì thế Galatasaray sẵn sàng thể hiện thiện chí bằng cách đưa Yunus Akgün, Paris Yilmaz và Davinson Sanchez vào thành một phần của thương vụ. Tất nhiên quan điểm của chính Victor Osimhen cũng là yếu tố cân nhắc đến. Vậy là chúng ta đã cùng đi hết những thông tin đáng chú ý nhất ở 24 tiếng qua. Chuỗi trận quốc tế đã ở rất gần và cập nhật về những đội tuyển tên tuổi cùng nhiều tin tức khác sẽ xuất hiện liên tục trên hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân. Các bạn chú ý đón xem. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người một ngày có nhiều điều hạnh phúc.